Chào mừng quý phụ huynh kem học sinh với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và kem học sinh hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận những thông báo về bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3, chúng ta sẽ ôn tập và thi thử bài kiểm tra cuối năm học. Thường cuối năm học thì các con sẽ được làm một bài kiểm tra môn toán để đánh giá cái quá trình học tập của các con trong suốt một năm học. Bài kiểm tra cuối năm của chúng ta sẽ có khoảng 9-10 câu hỏi bài tập. Và các câu hỏi bài tập này thì là tổng hợp các cái kiến thức mà các con đã được học trong suốt một năm học. Các câu bài tập của chúng ta thì sẽ được phân cái mức độ, mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4. Những câu bài tập là mức độ 1, mức độ 2 là những câu bài tập dễ, các con chúng ta nhìn và các con dễ dàng thực hiện, bởi vì đó là những cái bài tập mà chúng ta đã được trực tiếp thực hiện, học tập và nhận biết trong các cái bài học ở trên lớp. Bài tập mức độ 3 là những bài tập hơi khó hơn, đòi hỏi các con vận dụng kiến thức đã học để suy nghĩ và làm bài. Bài tập mức độ 4 là bài tập ở mức độ khó hơn một chút, đó là các con chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức mà mình đã học để chúng ta giải quyết bài toán. Đó là những bài toán nâng cao, đòi hỏi cái sự tư duy và suy luận. Nếu các con chúng ta thực hiện tốt các cái bài tập trong bài kiểm tra thì các con chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Bài thi thử của cô ngày hôm nay thì gồm có 10 câu bài tập, gồm có những câu bài tập trắc nghiệm và một số câu bài tập tự luận. Câu 1 là mức độ 1, 1 điểm. Đây là câu bài tập các con chúng ta sẽ thực hiện tìm số liền sau của một số và tìm số bé nhất trong nhiều số. Câu 2 là mức 1, 1 điểm. Câu 2 các con chúng ta thực hiện là đổi đơn vị đo độ dài và tính giá trị quỹ bổ thức. Câu 3 là mức độ 1, 1 điểm. Câu 3 các con chúng ta sẽ thực hiện là bài toán hình học tính chu vi diện tích của hình vuông, hình chữ nhật. Câu 4 là mức độ 3, 1 điểm. Đây là một bài toán có lời văn. Đây là các câu bài tập trắc nghiệm. Các con đọc kỹ bài toán, sau đó thì lựa chọn đáp án đúng để khoanh vào ý đúng. Câu 5, mức 2, 1 điểm. Câu này các con vận dụng bài toán xem lịch và xem đồng hồ đã học ở học kỳ 2 để các con làm bài. Câu 6, mức độ 3, 1 điểm. Đây là câu về hình học. Các con vận dụng quy tắc tính chu vi diện tích của hình vuông để làm bài. Câu 7, mức độ 2, 1 điểm. Đây là câu giúp cho các con chúng ta thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia các số tự nhiên. Câu 8, mức 2, 1 điểm. Tìm x. Đây là bài tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân và phép tính chia. Câu 9, mức 3, 1 điểm. Đây là bài toán giải có lời văn. Và câu 10 là câu ở mức độ 4, 1 điểm. Đây cũng là một bài toán giải có lời văn. Như vậy thì bài kiểm tra của chúng ta sẽ có 6 câu bài tập trắc nghiệm. Các con chúng ta thực hiện là tính toán ra ngoài nháp, sau đó thì khoanh vào cái đáp án đúng. Và có 4 câu bài tập tự luận, bắt đầu từ câu số 7, câu số 8, câu số 9 và câu số 10. Thì 4 câu bài tập tự luận các con chúng ta sẽ thực hiện
trình bày cái bài theo yêu cầu của từng bài tập vào trong giấy kiểm tra. Các con hãy ghi chép 10 câu bài tập vào trong sổ trắng, sau đó thì suy nghĩ mà tự làm bài nhé. Hãy tự mình suy nghĩ làm bài, làm thử bài kiểm tra. Sau khi các con làm bài xong để kiểm tra cái đáp án của mình, các con hãy mở phần hướng dẫn và đáp án của cô để chúng ta so sánh đáp án của mình nhé. Bài kiểm tra của chúng ta thì sẽ có thang điểm 10. Những bạn nào chúng ta hoàn thành hết 10 câu bài tập là chúng ta được 10 điểm. Và nếu như chúng ta có sai bài nào thì các con chúng ta dựa vào cái barem điểm để chúng ta trừ điểm của mình. Chúc các con chúng ta hoàn thành thật tốt cái bài kiểm tra của mình nhé. Câu 1. Mức 1, 1 điểm. A. Số liền sau của số 52.869 là số nào? A. 52.979. B. 52.869. C. 52.870. Và D. 52.970. Tìm số liền sau của một số thì các con chúng ta sẽ thực hiện lấy số đã cho cộng thêm một đơn vị sẽ được số liền sau. Vậy các con chúng ta thực hiện lấy 52.869 cộng với 1, chúng ta sẽ được số là 52.870. Vậy ý C là ý đúng, các con khoanh vào ý C. Ý B, số bé nhất trong các số sau là số nào? Chúng ta có 4 số: A 7.159, B 4.768, C 4.719 và D 9.401. 4 số này các con chúng ta lựa chọn số nào bé nhất thì các con khoanh. Vậy thì các con thấy là 4 số này đều là số có 4 chữ số. Các con hãy so sánh bắt đầu từ hàng cao nhất. A hàng cao nhất là 7.000, B hàng cao nhất là 4.000, C hàng cao nhất là 4.000 và D hàng cao nhất là 9.000. Vậy thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái số mà có hàng cao nhất lớn hơn, cho nên chúng ta loại bỏ ý A và ý D. Chúng ta còn hai ý, ý B và ý C, là có hàng cao nhất hàng nghìn là 4.000. Chúng ta tiếp tục so sánh hàng trăm. Ý B hàng trăm là 700, ý C hàng trăm cũng là 700. Ta tiếp tục so sánh tới hàng chục. Ý B là 60 và ý C là 10. Vậy số nào có cái phần hàng chục bé hơn thì số đó bé hơn. Như vậy chúng ta có số 4.719 là số bé nhất. Ý C là ý đúng, các con khoanh vào ý C. Tiếp tục mời các con thực hiện bài tập số 2. Bài 2, mức 1, 1 điểm. Ý A, 7 hectomet, 3 decamet bằng ...... Số thích hợp điền vào chỗ trống là A, 73m, B, 730m, C, 703m và D, 370m. Đây là đổi đơn vị đo độ dài các con đã được học. Các con hãy nhớ các đơn vị đo độ dài đã học: km, hectomet, decamet, mét, decimet, centimet và milimet. Mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài, hai đơn vị đo liền kề hơn kém nhau 10. Vậy thì ở đây chúng ta đổi 7 hectomet, 3 decamet ra mét là đổi đơn vị đo độ dài lớn ra đơn vị đo độ dài nhỏ. Bắt đầu chúng ta đổi từ 7 hectomet ra mét. Từ đơn vị hectomet đổi ra mét thì 1 hectomet bằng 100m, cho nên 7 hectomet chúng ta sẽ bằng 700m. Và 3 decamet đổi ra mét thì 1 decamet bằng 10m, 3 decamet bằng 30m. Chúng ta sẽ thực hiện cộng 700 với 30 sẽ bằng 730m. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào ý B là ý đúng. Tiếp tục
Phần B, giá trị của biểu thức mở ngoặc 25.276 cộng 2.915 đóng ngoặc nhân 3 là bao nhiêu? A, 84.573, B, 83.573 và C, 86.573, D, 84.673. Để biết được cái giá trị của biểu thức này thì các con chúng ta hãy dùng giấy nháp. Chúng ta thực hiện tính giá trị của biểu thức ở ngoài nháp nhé. Đây là biểu thức có dấu ngoặc, các con thực hiện các phép tính trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Các con thực hiện là phép cộng 25.276 cộng 2.915 được bao nhiêu, các con nhân với 3 sẽ ra được kết quả. Và kết quả đúng trong bài B này đó là ý A, 84.573. Mời các con thực hiện bài tập số 3. Bài 3 mức 1, 1 điểm. A, một hình vuông có cạnh 7 cm, tính chu vi hình vuông đó. A, 11 cm, B, 14 cm, C, 21 cm, D, 28 cm. Vậy bài toán cho chúng ta biết hình vuông có cạnh là 7 cm, tính chu vi hình vuông đó. Các con nhớ quy tắc tính chu vi của hình vuông. Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Vậy ở đây chúng ta đã có cạnh là 7 cm, ta lấy 7 x 14 bằng 28. Vậy ý D là ý đúng, các con khoanh vào ý D. Câu B, chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 3 cm là bao nhiêu? Vậy ý B này là yêu cầu chúng ta tính chu vi của hình chữ nhật. Đã biết chiều dài, đã biết chiều rộng, các con vận dụng quy tắc tính chu vi của hình chữ nhật. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Các con dễ dàng thực hiện, lấy 12 cộng 3 rồi nhân với 2. Vậy 12 cộng 3 bằng 15, 15 nhân với 2 sẽ bằng 30. Ý B sẽ là ý đúng. Các con khoanh vào ý B. Mời các con thực hiện bài tập số 4. Bài 4 mức độ 3, 1 điểm. Có 36 bạn xếp được 4 hàng. Hỏi có 54 bạn thì xếp được bao nhiêu hàng như thế? A, 6 hàng, B, 8 hàng, C, 12 hàng và D, 18 hàng. Đây là bài toán giải có lời văn. Tuy nhiên thì trong bài toán này các con không cần phải giải mà không phải trình bày phần bài giải, mà các con chỉ tính toán và tìm kết quả cuối cùng xem kết quả đúng là kết quả nào. Các con xác định bài toán này là dạng toán rút về đơn vị. Và dạng toán rút về đơn vị này đã cho chúng ta biết là có 36 bạn xếp được 4 hàng. Vậy thì trước tiên, bước đầu tiên các con phải tìm số bạn xếp trong một hàng. Cái bước này gọi là bước rút về đơn vị. Chúng ta sẽ lấy 36 chia cho 4 được 9 bạn. Sau khi chúng ta tìm được số bạn xếp trong một hàng rồi thì chúng ta tìm số hàng xếp hết 54 bạn. Bằng cách là lấy 54 chia cho 9 bạn trong một hàng sẽ ra được số hàng. Đó là bước thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng, đó là 6 hàng. Các con khoanh vào ý A. Chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 4. Mời các con chúng ta chuyển sang bài tập số 5. Bài 5 mức 2, 1 điểm. Ý A, ngày 26 tháng 4 năm 2020 là chủ nhật, thì ngày 1 tháng 5 năm 2020 là ngày thứ mấy? A, thứ 3, B, thứ 4, C, thứ 5 và D là thứ 6. Đây là một cái bài toán liên quan đến phần xem lịch của các con đã được học. Vậy thì để các con biết được ngày 1 tháng 5 năm 2020 là ngày thứ mấy thì các con chúng ta sẽ nhớ lại cái kiến thức mà các con đã được học. Các con trước tiên là phải xác định xem trong tháng 4 có bao nhiêu ngày.
Và hết tháng 4 đến tháng 5, ngày 1 tháng 5 thì là ngày thứ mấy? Trước tiên các con xác định là tháng 4 có 30 ngày. Và ngày 26 tháng 4 là ngày Chủ nhật. Thì các cái ngày tiếp theo các con chúng ta cứ tính tới. Ngày 27 tháng 4 sẽ là ngày thứ 2. Ngày 28 tháng 4 sẽ là ngày thứ 3. Ngày 29 tháng 4 sẽ là ngày thứ 4. Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ 5. Vậy là chúng ta đã hết tháng 4. Bắt đầu sang tới ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày thứ 6. Vậy ý D sẽ là ý đúng. Các con khoanh vào ý D. Tiếp tục ý B. Từ nhà em đi lúc 7 giờ kém 15 phút đến trường là 7 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? Câu B này là mức độ 2 và câu B này của các con là 0,5 điểm. Vậy thì đây là một bài toán liên quan đến kiến thức của bài toán xem đồng hồ và bài toán liên quan đến kiến thức về thời gian. Vậy thì các con chúng ta hãy lập luận đi học từ lúc 7 giờ kém 15 phút đến trường là 7 giờ 5 phút. Vậy thì thời gian từ 7 giờ kém 15 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút? Các con xác định từ 7 giờ kém 15 phút đến 7 giờ có nghĩa là còn 15 phút nữa đến 7 giờ. Và chúng ta đến trường thì 7 giờ 5 phút cho nên chúng ta sẽ lấy là 15 phút cộng với 5 phút thì sẽ ra được bằng 20 phút. Vậy thì từ nhà đến trường đi sẽ hết là 20 phút. Các con khoanh vào ý B. Mời các con chúng ta thực hiện bài tập số 6. Bài 6 là mức 3, 1 điểm. Chu vi của hình vuông là 28 cm. Diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu? A. 14 cm². B. 32 cm². C. 56 cm². D. 49 cm². Vậy thì bài toán này là một bài toán hình học liên quan đến chu vi diện tích của hình vuông. Và bài toán cho chúng ta biết chu vi của hình vuông là 28 cm. Yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình vuông đó là bao nhiêu. Bài toán này thì các con chúng ta hãy tính toán ra ngoài nháp, sau đó các con sẽ lấy đáp án đúng nhất và các con khoanh vào cái đáp án đúng nhất cuối cùng mà mình tìm được. Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình vuông thì chúng ta sẽ nhớ lại quy tắc tính diện tích của hình vuông. Diện tích hình vuông sẽ bằng cạnh nhân với cạnh, nhưng bài toán của mình chưa có biết cạnh của hình vuông. Tuy nhiên, bài toán cho chúng ta biết chu vi của hình vuông là 28 cm. Vậy thì dựa vào chu vi của hình vuông đã biết, chúng ta dễ dàng tìm được cạnh của hình vuông. Cạnh của hình vuông sẽ bằng là chu vi chia cho 4. Vì chu vi của hình vuông bằng cạnh nhân với 4, cho nên cạnh của hình vuông sẽ bằng chu vi chia cho 4. Như vậy, bài toán này, bước đầu tiên chúng ta sẽ tìm cạnh của hình vuông bằng cách lấy chu vi là 28 chia 4 bằng 7 cm. Tìm được cạnh hình vuông rồi, chúng ta tìm diện tích của hình vuông. Theo công thức là diện tích bằng cạnh nhân với cạnh, chúng ta sẽ lấy 7 x 7 bằng 49 cm. Vậy ý đúng là ý D, các con khoanh vào ý D. Mời các con tiếp tục cùng cô thực hiện câu số 7. Câu 7 là mức 2, 1 điểm, đặt tính rồi tính. Đây là bài các con chúng ta sẽ thực hiện tính cộng trừ nhân chia các số tự nhiên đã học. Các con thực hiện hai bước, bước 1 là đặt tính theo cột dọc và bước 2 là thực hiện tính kết quả. Phép cộng 36.807 cộng 53.069, các con đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện cộng theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. 7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 0 cộng 6 bằng 6,
thêm 1 bằng 7, viết 7. 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. Chúng ta thực hiện xong cột đầu tiên. Các con thực hiện cột thứ hai. 76.483 trừ 15.456. Các con đặt tính theo cột dọc. Chúng ta thực hiện trừ theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. Lấy 3 trừ đi 6. 3 trừ 6 không được, chúng ta lấy 13 trừ đi 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 8 trừ đi 6 bằng 2, viết 2. 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 7 trừ 1 bằng 2, viết 2. Ta đã thực hiện xong cột phép tính trừ. Mời các con thực hiện phép tính nhân. 10.814 nhân với 6. Đặt tính theo cột dọc. Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái, từ dưới lên trên. 6 x 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 x 1 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 6 x 8 48, viết 8 nhớ 4. 6 x 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4, viết 4. 6 x 1 bằng 6, viết 6. Ta đã thực hiện xong phép tính nhân. Mời các con thực hiện phép tính chia. Đặt tính theo cột dọc, phép tính chia. Đây là chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Ta sẽ lấy từng số để chia. Lấy 9 chia cho 4, được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, trừ nhẩm 9 trừ 8 bằng 1, viết 1 thẳng số 9. Hạ 2 được 12, 12 chia cho 4 được 3, viết 3. 3 x 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 thẳng số 2. Hạ 6, 6 chia 4 bằng 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4, 6 trừ 4 còn dư 2. Hạ tiếp 4 được 24, 24 chia cho 4 được 6, viết 6. 6 x 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Ta sẽ hạ số cuối cùng là số 8. 8 chia 4 bằng 2, 2 x 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Ta đã hoàn thành xong bài tập số 7. Mời các con cùng cô thực hiện bài tập số 8. Bài 8, mức 2, 1 điểm, bài tìm x. Đây là một bài toán tìm thành phần chưa biết. Ý A, x nhân 2 bằng 63.174. Các con xác định thành phần trong ý A. X là thành phần chưa biết trong phép tính nhân. Vậy x là thừa số chưa biết, 2 là thừa số đã biết, 63.174 là tích. Tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy x sẽ bằng 63.174 chia cho 2. Các con trình bày bài toán như sau. X bằng, lấy tích là 63.174 chia cho 2. Các con đặt tính ra ngoài nháp để tìm kết quả. X cuối cùng sẽ bằng 31.587. Ý B, x chia 6 bằng 4.527. Ở đây x là số bị chia chưa biết, 6 là số chia, 4.527 là thương. Muốn tìm số bị chia chưa biết, chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Các con sẽ thực hiện lấy 4.527 nhân với 6. Các con trình bày bài toán. X bằng 4.527 nhân với 6. Các con đặt tính ra ngoài nháp để tìm kết quả. Cuối cùng x sẽ bằng 27.162. Các con vừa thực hiện xong bài tập số 8. Mời các con cùng cô tiếp tục thực hiện bài tập số 9. Bài 9, mức 3, 1 điểm. Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 mét vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 365 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo với cùng cỡ đó?
các con đọc kỹ bài toán, xem bài toán là dạng toán gì các con đã học, bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì. Ở đây, các con thấy là bài toán cho chúng ta biết. Cứ 15 mét vải thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Bài toán hỏi 360 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo cùng cỡ đó. Dựa vào bài toán thì ta nhận được là bài toán này là bài toán rút về đơn vị. Vậy bước thứ nhất, các con chúng ta sẽ phải tìm xem là mỗi bộ quần áo sẽ may hết bao nhiêu mét vải, hoặc là tìm số mét vải để may một bộ quần áo bằng cách lấy 15 chia cho 5 thì sẽ ra được số mét vải may một bộ quần áo. Cái bước này gọi là bước rút về đơn vị. Đơn vị ở đây là một bộ quần áo may hết bao nhiêu mét vải. Bước thứ hai là các con tìm xem là 360 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo. Chúng ta sẽ lấy số mét vải đó chia cho số mét vải may một bộ, sẽ ra được số bộ quần áo may hết 360 mét vải. Bước thứ hai là tìm số bộ quần áo may được với 360 mét vải là lấy 360 chia cho số mét vải may một bộ quần áo. Vậy bài toán này sẽ có hai lời giải, hai phép tính. Các con chúng ta sẽ trình bày bài toán này vào trong giấy thi. Sau đây mời các con tham khảo phần trình bày bài giải của cô. Lời giải thứ nhất là số mét vải để may một bộ quần áo là lấy 15 chia cho 5 bằng 3 mét. Lời giải thứ hai, 360 mét vải may được số bộ quần áo là, hoặc các con có thể trả lời là số bộ quần áo may hết 360 mét vải là. Chúng ta sẽ lấy 360 chia 3 bằng 120 bộ, đáp số bằng 120 bộ quần áo. Như vậy là ta đã hoàn thành xong bài tập số 9. Mời các con cùng cô thực hiện bài tập số 10. Bài 10, mức 4, 1 điểm. Tính hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau. Đây là một bài toán giải có lời văn. Và bài toán này các con chúng ta hãy đọc kỹ xem bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán yêu cầu chúng ta làm gì. Bài toán yêu cầu chúng ta tính hiệu. Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau. Vậy thì dựa vào cái dữ liệu bài toán thì các con phải xác định là bài toán này chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Hiệu chính là kết quả của phép tính trừ. Và làm phép tính trừ và lấy cái gì trừ cái gì thì đây chúng ta cần phải xác định xem các con số ẩn trong phần chữ của bài toán. Đầu tiên là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Các con xác định số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Các con học số lớn nhất có 5 chữ số là số 99.999. Nhưng số lớn nhất đó là số có các chữ số giống nhau. Đề yêu cầu chúng ta tìm số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Vậy chúng ta sẽ lấy số có hàng chục nghìn sẽ là 9. Và các số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và đơn vị sẽ là các cái con số khác nhau. Đó chính là số 98.765 là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau. Chúng ta đã học các số có 5 chữ số, số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau. Mà là số chẵn. Vậy thì các con lưu ý cho cô là số chẵn là số có hàng đơn vị là 0, 2, 4, 6, 8.
Có nghĩa là số chẵn là các cái số có hàng đơn vị là số chẵn, nhưng số chẵn này là số có 5 chữ số giống nhau. Vậy thì số đó sẽ không thể là số có hàng đơn vị là 0. Vì nếu hàng đơn vị là 0 thì các chữ số giống nhau thì cái con số đó là không có nghĩa. Vậy thì số chẵn đó sẽ có hàng đơn vị là 2, mà các chữ số giống nhau cho nên chỉ có thể là số 22.222. Các con thực hiện phép trừ, lấy 98.765 trừ đi 22.222 là sẽ ra được hiệu theo yêu cầu của bài tập. Các con trình bày bài giải như sau. Bài giải: số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98.765. Số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số giống nhau là 22.222. Hiệu của hai số là, chúng ta sẽ lấy 98.765 trừ 22.222 bằng 76.543. Đáp số 76.543. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập và thực hiện bài kiểm tra thử cuối năm môn toán. Các con hãy kiểm tra lại xem là mình đã thực hiện được bao nhiêu bài trong bài thi thử ngày hôm nay nhé. Những bài nào mà các con còn chưa tự tin hoặc là làm chưa đúng thì các con hãy ôn lại kiến thức và cố gắng trong bài kiểm tra cuối năm các con thực hiện thật là nhanh và đúng bài kiểm tra của mình. Cuối cùng thì cô chúc các con chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và bạn nào cũng giành được phần thưởng giấy khen của thầy cô và nhà trường trong năm học này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo.